mọi người. Mọi người ơi, mọi người đã thấy TikTok chưa ạ? À? Nếu như mọi người thấy em rồi thì mọi người comment lên đây nha, cho em thấy mọi người luôn đi ạ. À. Hello Lê Thắm, TikTok chào chị Lê Thắm luôn nghe. Còn ai thấy TikTok nữa không mọi người? Ai thấy em nữa thì mọi người comment lên đây đi, cho em thấy mọi người luôn đi. Việc tốt chào anh Việt luôn nha, chào mọi người luôn nè, chào các tình yêu trong livestream của em luôn nha. Ai thấy em nữa thì mọi người comment lên đây đi cho em thấy mọi người luôn được không ạ? À? Hello anh Tấn Đỗ, cơm nào hả? Giờ này ăn cơm hả? Em ăn cơm rồi. Anh Tấn Đỗ ăn cơm chưa? Mọi người ăn cơm chưa? Oh. Hello các tình yêu của Túc luôn nghe. Mọi người ơi, ai thấy em nữa thì mọi người comment lên đây nha cho em thấy mọi người luôn nha. Mọi người ai thấy em rồi thì mọi người comment lên đi cho em thấy mọi người để em tiện em tương tác với mọi người luôn nha. Ủa sao chưa có ai vô livestream của TikTok hết vậy ta? Mon lanh là hết rồi phải không? Anh Vương Ken luôn rồi nè, thấy Tây Mông Khánh luôn rồi nè. Em chào Tây Mông Khánh, em chào à Đoàn Lê Quốc Huy luôn nha. Tiếp tục Tân ơi hả? Em chào anh Huy, anh Huy đang làm cái gì vậy? Anh Huy ăn gì chưa? À yêu em tốt thế vậy hả? Hello Độc Toàn Thân, bữa giờ đi đâu vậy ông nội? Không vô livestream chơi với em nhở? Chúc Mộc Đầu Đinh hả? Chúc xin chúc Mộc Đầu Đinh, em xin em bán một mình cũng xin luôn hả? Em cảm ơn Hồ Nguyễn nha. Hồ Nguyễn ơi, ủa anh ở đâu vậy? À, quá trời quá đất luôn rồi hả? Hello anh Nguyễn Hậu. Em cảm ơn Tây Mông Khánh nhiều nha. Mọi người ơi, mọi người share livestream đi, share livestream là sẽ được quà mọi người nha. Nhớ em quá hả? Em cũng nhớ anh Kha Phạm Tinh luôn á. Ôi, em nghe nè, Đàn Lê Quốc Huy ơi, em nghe nè. Sao con mắt em nó cứ híp lại hoài ta? Hello anh Đàn Lê Quốc Huy nha, tôi thích chào anh luôn nè. Chị ăn gì chưa? Em nói là chị ăn chắc vợ mày tán chị sắp mặt luôn quá Huy ơi. Hello ông Tấn ơi. Hello anh Ngọc Quang nhắm kính luôn nha. Nhắm kính hả? Hay nhắm kính ta? Long em hướng dùm chị cái chai nước với Long. Thế kiếp phụ chị cái cu xì luôn không ơi. Cu xì màu đen. Không thì... Từ lúc nãy chị không biết đâu luôn á. Nè. Cu xì màu đen. Đây, cái này, cái này. Mọi người ai thấy em thì mọi người comment lên cho em thấy mọi người luôn nha. Em đang soạn kính để xíu nữa em lên cho nó lẹ nè. Mọi người đợi em xíu xíu nha. Mọi người thấy em chưa? Mọi người thấy em thì mọi người comment cho em biết cái nha. Hello hello. Hello hello. Em đang gom kính lại để hồi em like cho nó dễ. Cái tình yêu ơi, cái tình yêu thấy em rồi thì cái tình yêu comment cho em một cái nha. Ui xùi ui.
mọi người nữa rồi nè. Trắng như thế này mà làm sao phải mặc hả? Chứ cỡ đây là còn trắng hơn nữa đó. À, thấy rồi, hả quỷ sứ Hồ Nguyên này, anh gặp em rồi. À, em có kính đôi không em ơi? Dạ có kính đôi luôn. Anh Tây Môn Khánh ơi, hôm nay anh ủng hộ tốt một cặp kính đây anh Tây Môn Khánh nha. Mọi người ơi, còn ai trong livestream thấy em nữa không ạ? Hello anh Ngọc Quang nhắm kính luôn nha. À nhôm kính hả? Tha kính nhôm anh ơi. Rồi mọi người ơi, thì mọi người già sắp đông đủ rồi đúng không ạ? Thì bây giờ tôi sẽ lên câu đố và lên lũ lù là gì, lũ lù là gì và anh Dũng Dung mới. Rồi bây giờ mọi người ơi, tôi sẽ lên một cái kính tặng cho mọi người nha. Em sẽ tặng kính cho mọi người và em sẽ chơi câu đố nữa ha. Thì hôm nay em sẽ tặng một chiếc kính màu đen ngầu ơi là ngầu luôn nha. Chị lâu rồi không thấy chị hả? Ơi chị chào Cẩm Đan luôn nha. Ngày nào chị cũng cho livestream hết á, chỉ có Cẩm Đan không vô livestream của chị thôi. À, có kính không độ không ạ? Có kính không độ. Bên Túp Túp bán đó anh Thái ơi. Thái ơi, Thái lớn hơn Túp hay Thái nhỏ hơn Túp ta? À, kính không độ bên Túp Túp bán là có nha. Không có kính giả cận, chỉ có kính mát thôi. Thì kính mát là không có độ nha. Hello anh Dũng Dung, hello Văn Bi, tất chào mọi người. Rồi, đây mọi người nhìn nha. Cái mẫu kính mà Túp Túp đang mang đó, tôi sẽ tặng cho anh Nam nha. Nếu mà anh Nam trúng thưởng thì sẽ được tặng cái kính này. Đó là kính Gucci. Mọi người nhìn nha, đằng sau của nó sẽ có con ong như thế này. Thấy không ạ? À? Hai bên hông con ve kính cũng có logo của Gucci luôn nha. Hôm nay thấy màu đen quá hả? Em đi họp nên không ra được. Ừ, vậy là Cẩm Đan bỏ chị chứ chị có bỏ Cẩm Đan đâu. Ngày nào chị cũng trên livestream hết trơn á, chị có nói Cẩm Đan hổng vô livestream của chị thôi à. Em làm mạnh tay vậy kính xước hết luôn đó hả? Em có làm gì đâu mà mạnh tay anh này. Rồi mọi người nhìn nha, mẫu kính mà Túp Túp đang mang cho mọi người coi thấy chưa ạ? Thì giá kính của nó là 400k một cây nha. Hôm nay em sẽ tặng cho các tình yêu của em ở trong livestream nha. Đây em để kính này trên đầu. Đây nếu như mà nam trúng thưởng thì mình được chọn kính này ha. Còn nếu như mà nữ trúng thưởng thì mình sẽ được cái kính này đây. Để lên coi kính nào nha. Đây nếu như mà chị nữ mà trúng thưởng Đỗ Tấn nói cái gì vậy? Không liên quan lắm hả? Em nói liên tục không nghĩ vậy thì về với chồng có nói liên tục không? Anh Đỗ Tấn ơi, tôi tức chưa có chồng anh Đỗ Tấn ơi, em còn chưa có bồ nữa đó, sao mà có chồng được. Rồi, mẫu kính này nếu như mà nữ trúng mini game của em sẽ tặng cho chị nữ một cái kính mát em đang đeo như vậy luôn nha. Thì cái kính này mình có thể là đi cả ngày cả đêm được luôn, đi ngoài nắng ngoài mưa, đi biển đi đâu cũng được hết trơn mọi người nha. Hết kính đeo rồi. anh Trọng Phúc ơi, anh hết kính đeo rồi thì anh qua em liền nha. Anh Trọng Phúc ơi, hết kính đeo rồi thì anh ngồi trong livestream của em để chọn kính luôn nha. Anh nhận kính rồi, đẹp lắm, em cảm ơn anh Văn Bi nhiều ạ. Rồi, mọi người ơi, thì nếu như mà nữ hay là nam trúng thưởng thì mọi người sẽ được chọn một trong hai mẫu kính này luôn, ok không ạ? Rồi, vậy em để trên đầu như vậy nha, cho mọi người thích, mọi người nhìn, mọi người chơi câu đố với em luôn nha. Còn bây giờ thì tôi sẽ lên câu đố cho mọi người liền luôn, ok chị ạ? À? Nhưng mà nhớ chia sẻ livestream cho em nha. Có, bé Cẩm Đan ơi, chiều chị Túc có like nữa đó em nha. Nhìn tươi không cần tưới luôn đó hả, nhưng mà em vẫn cần quan thận tưới đó nha. Hello bé Thích Như Bảo, chị Túc chào em luôn. Em chào anh Quang Vinh Phạm ạ. Chào mọi người đang trong livestream của em luôn nha. Rồi mọi người ơi, cái gì có cánh mà không bay được mọi người ơi? Ở đây coi coi đáp án là cái gì nha, đợi em xíu nè. Cái gì có cái mọi người ơi, có cánh mà không bay được đó là cái gì mọi người nha? Đây mọi người ơi, cái gì có cánh mà không bay được được không ạ? À, em ở đâu mà qua? Dạ anh Trọng Phúc ơi, em ở 436 đường 3 tháng 2 quận 10 anh ơi, mà Sài Gòn anh ở đâu đó anh ạ? Hello Phương Linh nha, tôi tất chào Phương Linh luôn nè. Em có cái nào đẹp chọn giùm anh đi. Dạ anh ơi, để em chơi mini game xong em sẽ chọn riêng cho anh một cái đẹp tuyệt vời, đẹp cực đẹp luôn nha. Rồi mọi người ơi, anh Trọng Phúc ơi, anh hết kính á thì anh ngồi trong livestream anh chơi với em đi, em sẽ ship kính tận nhà cho anh luôn, anh chỉ cần lựa mẫu kính thôi, còn việc mà mang kính đến chỗ anh là để em lo nha. À, em ship hàng toàn quốc luôn cho nên mọi người yên tâm, ở đâu em cũng có thể giao kính được hết trơn á. Rồi mọi người ơi, anh nói cái gì? Hôm qua anh chia sẻ mỏi cả tay, thấy cũng có lượng người thích đáng kể luôn á, mà không thương anh gì cả hả? Có đâu, thương anh Tuấn nữa mà, thương mọi người luôn mà. Rồi, Lê Đình Cẩn chuẩn bị qua Lê Hồng Phong. Em biết Lê Hồng Phong mà em không biết Lê Đình Cẩn. Anh Trọng có ở Lê Đình Cẩn hả? Rồi mọi người ơi, câu đố của em dành cho mọi người đó là cái gì có cánh mà không có bay được mọi người nha. Mọi người comment cho em liền luôn được không ạ? À? Cái gì có cánh mà không bay được luôn nè, mọi người comment cho Túp Túp đi ạ. À, ông chúa là sai, con thuyền là sai luôn nha. Chim cánh cụt cũng sai rồi Thư Nguyễn ơi. Mọi người ơi, mọi người nhớ nha, chia sẻ livestream về trang cá nhân để chế độ công khai một lần, chia sẻ vào hội nhóm cho Túp Túp tổng cộng là 10 lần, chụp màn hình lại liền cho Túp luôn để nhận được quà. Quà là hai chiếc kính mà Túp đang mang trên đầu của Túp luôn mọi người nha. Rồi, cánh tay áo là sai.
cánh cửa đúng không ạ? Hả, chiều mấy giờ chị like vậy chị Túc? Cẩm Thanh ơi, chiều nay là 2:30 chị Túc sẽ like, 4:30 chị Túc sẽ like em nha. Em làm ơn cho tối là không có like nha, cho tối chị giờ lên cao 4:30. Em cứ nói quan anh quan giùm chị đi. À, chiếc cánh cục là sai luôn rồi, không có đúng luôn nè mọi người ơi. Những cái đáp án nào mà em nói sai thì mọi người đừng comment nữa nha. Những đáp án nào mà em im ghê thì có nghĩa nó là đúng. Rồi, đó là hoa hồng là sai luôn rồi anh ơi. Bé Cẩm Đoan ơi, chiều nay là 2:30, 4:30 chị Túc sẽ like, có gì em vô chơi với chị Túc luôn nghe. Rồi, mọi người ơi, cánh gì mà không biết bay mọi người comment cho Túc liền luôn được không ạ? Con chim cánh cụt là sai luôn rồi. Diana hay là cô Tết? Anh Trung Thành ơi, đáng lấy cái này là bà nữ phải comment chứ sao ông là con trai mà ông comment vậy ông nói. Ông rành quá ha. Hello Trần Việt Quốc luôn nghe, đòi nghỉ trưa nè hả? Hello Idol. Trần Việt Quốc ơi, tôi tốt giờ này là lên live luôn á chứ không có nghỉ trưa, live xong mới nghỉ trưa. Hello sĩ Chị Quý luôn nha. Yêu em không đó hả? Anh mua kính của em chưa vậy? Anh mà mua kính của em rồi em mới yêu anh được đó nha. Rồi, chim người hả? Chim người có cánh mà không bay được đâu phải đâu. Lời nói là sai luôn rồi anh Thái Bình ơi. Rồi, cánh cửa là sai, cánh quạt là sai. Ok bé Cẩm Đăng. À Cẩm Đăng ơi, em thương chị Tóc, em chia sẻ livestream này cho chị Tóc với em ơi. Rồi, cô Tết hả? Mấy ông nội nam này sao toàn comment cô Tết không vậy cha nội. Rồi, mọi người ơi, mọi người ơi, mọi người comment cho Tóc thiệt là nhiều luôn đi. Cái gì có cánh mà không có bay được luôn nha. Diana rồi còn cái gì nữa không? Tương tự như Diana là cái gì nè, cánh Diana chưa đúng luôn nha. Rồi, Véo kìa hả? Hello anh Mộng Liêu Trai, tốt chào Mộng Liêu Trai luôn nha. Em cảm Chị ơn anh ăn Quang gì? Vinh Phạm. Hả? Chị ăn gì? Thôi chị dở cơm heo chị ăn rồi. Uống nước chiếc cánh cục là sai luôn rồi, lời nói nhí là sai luôn rồi anh ơi. Anh Quang Vinh Phạm ơi, xíu nữa anh đợi chút xíu nha. Xíu nữa mà tốt chơi, cùng đi ăn đi. Ê, cây bút, có rồi. Ê, đi uống nước cho chị ấy. Nóng nóng xíu nha, uống rồi hả? Đấy rồi. Ok. Đúng rồi đó, cái này là đúng rồi đó. Không. Rồi, anh Quang Vinh Phạm ơi, xíu nữa mà tôi tốt chơi mini game xong, tôi sẽ lựa cho anh một cái kính là siêu phẩm bên em luôn. Em sẽ ship cho anh coi hàng nha. Và yên tâm đi mọi người ơi, mua hàng bên Túc Túc với là tôi sẽ ship tận nơi cho mọi người kiểm tra hàng luôn. Nếu như mà kiểm tra hàng mà ưng ý rồi thì mọi người mới trả tiền cho em nha. Tại vì em biết là lấy tiền của mọi người là cực kỳ khó luôn đúng không? Thiệt luôn á, em mà mua hàng online trên mạng người ta lấy tiền của em khó lắm. Em phải nói, chị ơi chị có ship qua cho em không? Chứ cho em kiểm tra hàng không? Cho em kiểm tra hàng em mới mua nha. Không cho em kiểm tra hàng không có mua đâu. Cho nên em biết tâm lý đó, cho nên em sẽ cho mọi người kiểm tra hàng nè, kiểm tra muốn banh cái hộp cũng được luôn, kiểm tra tới khi nào mà mọi người ưng ý, mọi người cảm thấy là cái kính mọi người đặt giống mẫu giống mã như trên livestream em đã like nè, rồi không bị trời không bị xước, mẫu mã đẹp kính bền thì mọi người mới trả tiền cho em nha. Rồi ok đi ha. Diana là sai luôn rồi, con test xì tim là sai luôn rồi, Linh Lê ơi. Rồi đó là kính em đeo đó hả? Hai anh Vương Lê Đức gì đó ơi, anh tộc em hoài à, con test là sai luôn rồi. Lâu lắm rồi mới lập lại mụ này nhớ hả? Trời đất ơi, ngày nào em cũng trong livestream, chỉ có lúc anh hổng vô livestream chơi với em thôi đó. Rồi mọi người ơi, cái gì có cánh mà không bay được mọi người comment liền cho Túc luôn nha. Nhớ là chia sẻ livestream nha, không có chia sẻ livestream là em tặng kính uổng lắm luôn á mọi người nhớ nha. Tham gia mini game là chia sẻ livestream về trang cá nhân để chế độ công khai một lần. Chụp màn hình lại cho em nha, chia sẻ vào 10 hội nhóm cho em chụp màn hình lại cho em liền luôn. Rồi bây giờ em sẽ tặng cho mọi người một mẫu kính siêu phẩm liền luôn, để coi coi cái kính nào nó xịn xịn nha, tặng cho mọi người cái kính nào nó xịn xịn coi. Rồi mọi người đợi em xíu nha, em lựa cái kính nào đẹp tuyệt vời, đẹp tuyệt trần lên cho mọi người coi luôn nha. Đây 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 mọi người nhìn nha, mọi người nhìn nha, đây lên cho mọi người coi cái kính này đẹp lắm luôn. Đi đây, cái kính này hiệu của nó là Boxer mọi người nha. Cái kính này có hiệu là Boxer, có chữ Boxer ở đây, chống trời, chống bể, chống xước cho mọi người luôn. Đây đây, cái kính này hôm nay em sẽ tặng trong mini game ngày hôm nay nha. Bên trong thì nó có chán phản quang như thế này, chống được ánh sáng xanh của màn hình điện thoại, tivi và laptop cho mọi người luôn. Thích chưa? Cái kính này tới 700k một cây lần đó. Hôm nay em sẽ tặng cho mọi người chơi mini game mẫu kính này nha. Để em lấy hai cái kính này xuống chứ không là nó sẽ bị loãng ha. Rồi, mọi người nhìn nha, mẫu kính mà em tặng cho mọi người sẽ là kính này, có ai thích không ạ? Thích thì comment cho em chữ thích liền nha. Ở đây có chữ Boxer nè, từ đây xuống đây sẽ được bọc một lớp cao su rất là êm ái cho mọi người luôn đó. Anh nam chị nữ gì mang được hết trơn, mở ra mở vô mang được, đây là dòng kính thể thao. Và Túc Túc sẽ tặng cái kính này cho người chơi mini game của Túc luôn nha. Rồi mọi người comment cho Túc đi.
có cánh nhưng mà không bay được, đó là cái gì luôn nè? 100% DNA siêu siêu cánh siêu mỏng 40 cm luôn. Trời đất ơi, say bét nhẹ ơi, ông là con trai là bà nữ vậy cho nội? Cái gì mà ông còn rành hơn tôi vậy? Tôi còn không biết nó 40 cm nữa mà ông biết hay dã man luôn đó nha. Rồi, chim cánh cụt là sai luôn rồi mọi người ơi. Thì bây giờ cái kính mà tóc đang mang nè, chống trời, chống bể, chống xước cho mọi người luôn, thì làm sao để mình nhận được kính? Thì bây giờ mọi người cùng làm theo em để mình nhận được kính luôn nha. Đây, để sẽ hướng dẫn cho mọi người cách để nhận được kính giống như em luôn ha. Đây, từ từ nha, từ từ nha. Rồi, mọi người chuẩn bị chưa? Mọi người hãy cùng làm theo em để mình nhận được chiếc kính này luôn nha mọi người nha. Đó là trong vòng 3 phút em sẽ bấm giờ. Ai chia sẻ cái livestream của em vào các hội nhóm nhiều nhất hay là về trang cá nhân nhiều nhất sẽ nhận được ngay chiếc kính này luôn mọi người nha. Không phải mất tiền gì hết, chỉ mất tiền giao hàng là 30 ngàn thôi. Mọi người sẽ nhận được cái kính là 700k, có hộp đầy đủ cho mọi người luôn, bảo hành cho mọi người 3 tháng luôn nha. Rồi, mọi người nhìn nha, tranh thủ làm theo em để được nhận kính luôn. Ở dưới cái màn hình livestream của em á, mọi người nhìn thấy góc cuối này không? Có chữ chia sẻ, nhấp vô chữ chia sẻ cho em. Chọn chia sẻ hội nhóm nha. Nó sẽ hiện lên quá trời quá đất hội nhóm luôn. Đây, hiện lên rất là nhiều hội nhóm như thế này. Thì mọi người click vào những cái ô màu xanh là ô chữ chia sẻ. Đó, cứ kéo xuống, kéo xuống, kéo xuống như thế này, rất là nhiều ô luôn. Thì mọi người click hết vào cho em luôn nha. Trong vòng 3 phút thôi, ai chia sẻ nhiều nhất người đó được nhận kính, bấm chữ chia sẻ. Sau đó chọn cái ô đầu tiên là viết bài, bấm chữ đăng ở đây cho em là được luôn nha. Rồi, em bấm giờ nha, sau 3 phút em sẽ cho hệ thống đó, hệ thống bên em nè, kiểm tra xem bạn nào là người chia sẻ livestream nhiều nhất, em sẽ tặng kính cho người đó liền luôn. 3 phút bắt đầu mọi người nha. Rồi, lẹ lên đi, chia sẻ livestream giúp em luôn nha. Mọi người ơi, còn nếu như những ai không thích nhận kính mà mọi người yêu thương em, mọi người quý mến em thì mọi người cho em xin 1, 2, 3 xe luôn nha. Rồi, bây giờ em tiếp tục với câu đố và mọi người tranh thủ chia sẻ mini game luôn ha. Cái gì có cánh mà không bay được mọi người ơi, gửi cho mọi người luôn nha. Em gửi ý cho mọi người nha. Chữ đầu tiên là chữ cánh. Chữ đầu tiên là chữ cánh mọi người ơi. Đúng là chữ cánh luôn rồi đó. Còn Diana, cô Tết, Sì Tiên hay là cái gì thì mọi người comment liền liền nhanh nhanh lên nha. Comment đa dạng cho em liền luôn, trùng khớp với tờ giấy mới được trúng mọi người nha. Cái gì có cánh mà không bay được? Chữ đầu tiên là chữ cánh mọi người nha. Rồi, tránh hoa hồng là sai luôn rồi. Thôi, anh không lấy kính tặng đâu hả? Anh lấy em hả? Hay lấy cái gì? Rồi, chim cánh cụt là chưa đúng luôn. Hello bé Huyền và chị Túc luôn nha. Chị Túc chào em luôn nè. Phong Lê ơi, co tét là sai luôn. Cánh thuyền bùm là sai luôn nha. Bé Huyền ơi, em đang nước hoa chưa? Rồi, sao rồi? Nó chưa nói luôn Huyền ơi, chị mới vừa lên tới đây luôn đó. Rồi, mọi người comment nha. Cái gì có cánh mà không bay được, được không ạ? À? Cánh hoa là sai luôn. Bùi Văn Thông ơi, anh chưa có chia sẻ livestream cho nên Túc Túc sẽ không tặng quà cho anh đâu nha. Mọi người có chia sẻ livestream thì em mới tặng quà cho mọi người được nha. Rồi, tỉnh giấc người đầu tiên nhìn thấy là bà nè hay vui vui hả? Thì không, vậy thì anh hãy chụp cái màn hình của em là anh cài hình lên luôn đi. Rồi, cánh tay là sai. Em xong rồi hả? Ừ, bán được không bé Huyền ơi? Rồi, cánh gà là sai, cánh tay là sai. Gửi tiếp nha, gửi tiếp chịu không hả? Rồi, để em coi coi lượt chia sẻ là trên 1.000 lượt chia sẻ. Em gửi ấy cho mọi người. Ủa sao vậy giờ sao mà 3 phút đứng im vậy? Rồi, ủa em xin lỗi mọi người nha. 3 phút bắt đầu nha, tranh thủ chia sẻ livestream liền cho em luôn nha. Em... em kiểm tra liền luôn. Nếu như lượt share mà trên 1.000 lượt share, em mở cái đáp án cho mọi người comment đúng luôn để em tặng kính cho mọi người luôn, chịu không ạ? À? Rồi, mọi người comment liền cho em nha. Cánh gì đây ạ? Cánh diều vàng là chưa đúng luôn nha. Rồi, à, Diana Sensi. Dễ thương quá vậy ông nội. Chưa đúng luôn nha, em còn chưa biết Diana Sensi nữa mà anh biết rồi thôi. Em nói thiệt luôn mà dạo này sao mấy ông nam ổng tân tiến, ổng dễ thương vậy trời, cái gì ông cũng biết hết trơn á. Quan tâm phụ nữ quá hen. Rồi, cánh gà chưa đúng, cánh quạt chưa đúng, gửi cho mọi người có bao nhiêu chữ luôn nha. Chữ đầu tiên là chữ cánh mọi người nha. Đây, để em coi coi lượt chia sẻ tăng lên chưa. Wow, 602 lượt chia sẻ rồi. Lẹ lẹ lên nha, gửi cho mọi người đáp án có 4 chữ. Đáp án có 4 chữ mọi người nha. Lượt chia sẻ chỉ cần tăng lên 1k lượt chia sẻ thôi. Em công bố đáp án cho mọi người comment liền luôn. Cánh quạt là sai luôn. Cánh cục đó mà, sai luôn nha. Cánh tay là sai luôn rồi. Có test cái gì nữa ông nội Khoa, đăng Khoa chia sẻ livestream cho em liền luôn đi ạ. Cánh dời, cánh gì, cánh quàng là gì anh ơi, không đúng luôn. Cánh cửa chưa đúng, anh Cường Nguyễn Văn ơi, chia sẻ livestream cho tốt tốt chưa anh ạ? À? Anh Cường Nguyễn Văn ơi. Rồi, cánh cửa sai, chim cánh cụt phải không? Không đúng. Bốn chữ lận mọi người nha. Rồi, thời gian cho mọi người chia sẻ livestream để nhận được cái kính trên đầu của em chỉ còn bao nhiêu phút đây? Còn có 1 phút 40 giây nữa thôi, mọi người tranh thủ chia sẻ nha. Sau 1 phút 40 giây này, em sẽ cho hệ thống kiểm tra xem bạn nào là người chia sẻ livestream nhiều nhất để em tặng kính trên đầu của em cho người đó. Rồi mọi người nhìn nha, em đeo lại một lần nữa cho mọi người lấy tinh thần mà chia sẻ livestream luôn ha. Đây, cái kính này có giá là 700k một cây tại shop của em nha. Kính này sẽ được bảo hành cho mọi người 3 tháng luôn. Khi mọi người nhận được hàng, mọi người được quyền kiểm tra hàng đầy đủ luôn nha. Một cây kính tặng thôi, còn lại là em bán đó nha. Rồi, cánh là không bay được, cánh cửa tình yêu chưa đúng luôn ạ. Rồi,
Rồi, Diana là sai luôn rồi, hello anh Vinh Phan luôn nha. Rồi, cánh chim là chưa đúng, hello anh Hải Nguyễn luôn, cánh cửa chưa đúng, cánh bướm chưa đúng. Rồi, ấy cho mọi người tiếp nha. Rồi, thời gian chỉ còn 1 phút nữa thôi, nếu như lượt share tăng lên 1k share, em sẽ gửi ấy cho mọi người liền luôn. Rồi, coi bao nhiêu nha. Lên 1k share chưa? Lên 1k, 1.000 share là em sẽ gửi cho mọi người sắp sàn luôn đó, gửi cho mọi người mau ra ra luôn nha. Rồi, mới có 682 lượt chia sẻ thôi. Đây mọi người ơi, em hướng dẫn lại cho mọi người một lần nữa cách chia sẻ livestream để mọi người nhận được kính nha. Thì đầu tiên, mọi người nhìn vô cái màn hình giùm em luôn ha. Nó sẽ có chữ chia sẻ ở dưới góc màn hình nè. Theo chỗ này nè, từ từ nó bị sáng quá. Rồi, nhắc vô chữ chia sẻ ở đây cho em, chọn chia sẻ hội nhóm. Nó sẽ hiện lên rất là nhiều hội nhóm cho mọi người luôn. Từ từ nha, rồi click hết vào những cái ô màu xanh chia sẻ ở đây cho em nha. Sau đó thì mọi người thoát ra, bấm chữ chia sẻ, chọn viết bài, bấm chữ đăng là ok. Rồi, được chưa ạ? Rồi, chia sẻ livestream giùm em lẻ lên còn 17 giây nữa thôi. Sau 17 giây này sẽ biết được ai là người may mắn trúng thưởng của em luôn nha. Chim chưa lộ 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 lộ. Cái gì có cánh mà không bay được mọi người ơi? Đáp án là cái gì đây? Mọi người comment nè. Co tét không có cánh hả? Sai luôn anh ơi. Mình chia sẻ rồi, ok Nguyễn Thơ Thảo luôn nha. Rồi, cánh bướm là sai luôn rồi. Rồi mọi người ơi, chia sẻ livestream giúp em lẹ lên nha. Thời gian đã hết thúc rồi nè. Hết thúc rồi nha, ok. Thời gian đã kết thúc rồi, em sẽ cho hệ thống kiểm tra xem bạn nào là người chia sẻ livestream nhiều nhất luôn nha. Để em nhắn tin cho hệ thống coi coi bạn nào là người chia sẻ livestream nhiều nhất luôn nha. Em mệt quá. Hôm nay rồi mọi người ơi bây giờ chuẩn bị nha, em sẽ cho hệ thống kiểm tra xem ai là người chia sẻ livestream nhiều nhất. Bây giờ em gửi cho mọi người đáp án có 4 từ, đáp án có 4 từ, chữ đầu tiên là chữ cánh, cánh đồng vô tận, chưa đúng luôn anh ơi. Rồi rồi anh chia sẻ nhiều, ok anh Bùi Văn Giáp, em cảm ơn anh nha. Còn mọi người ơi, bây giờ em sẽ cho mọi người một cái bất ngờ nho nhỏ ở đây dành cho những ai đang có trong mini game của em ngày hôm nay và những ai có chia sẻ livestream của em luôn nha. Rồi nó kêu sai để mọi người vào like, nó có tiền đó mọi người. Anh Hiếu Lê Trung ơi, nếu như mà mọi người comment đáp án đúng mà em kêu sai chắc mọi người giả cho cái bản mặt của em luôn quá rồi. Còn ai trong livestream của em chơi nữa anh ơi, anh nói như vậy là tội nghiệp cho Túc đó. Rồi mọi người nhìn nha, Túc sẽ lên cái cây kính này cho mọi người coi, này là siêu đẹp luôn. Đây, chỉ những ai có trong mini game có chia sẻ mini game mới được mọi người nha. Cái mã kính này đó là hiệu Hugo Boss, có chữ Boss trên đây cho mọi người. Cái này cái tem Hugo Boss nha, về lột ra cho em. Trồng kính này là trồng thủy tinh hữu cơ, không phải trồng nhựa, không phải là trồng mega mà là trồng thủy tinh hữu cơ luôn. Mọi người nhìn nha, cái viền của nó nè. Trên đây cái viền của nó được làm bằng titan, không bong, không tróc, không sét và không gỉ. Trồng này mình có thể là đi ngày đi đêm được luôn, thấy chưa? Rất là sáng luôn mọi người nha, đi ngày cũng được, đi đêm cũng được luôn. Mọi người nhìn nha, bên hông của nó khứa khứa như vậy, rất là đẹp luôn, được làm bằng titan, không bong, không tróc, không sét, không gỉ. Em sẽ bảo hành cho mọi người 3 tháng luôn và sẽ cho mọi người kiểm tra hàng trước khi là mình thanh toán tiền luôn nha. Rồi, mọi người nhìn nha, mẫu kính em đang mang, nam mang được, nữ mang được, trên shop em bán giá là 400k một cây. Ngày hôm nay trên livestream này, những ai tham gia mini game comment nhanh nhất cho em cái mã của nó là 2021 kèm theo cái số điện thoại của mọi người trên comment nhanh nhất nha. Chỉ có duy nhất 11 người comment đầu tiên nhanh nhất thôi. Em cái đó bao nhiêu dạ? 400k một cây. Nhưng mà 11 người comment để lại mã cho em 2021 kèm theo số điện thoại, em bán chỉ có 149.000 thôi. Nhưng mà chỉ có 11 người thôi nha, chứ nhiều quá là em lỡ chết luôn á. Rồi, 11 người comment đầu tiên mọi người nha, comment cho em là 2021 kèm theo số điện thoại, 11 anh chị đầu tiên comment cho em. Rồi, em còn có màu đen cho mọi người coi nữa nè, có màu vàng, màu đen và màu tím. Cái trồng này á mọi người, chống tiêu UV là chuẩn 400 không sai một ly luôn, chống tiêu UV chuẩn 400, thấy chưa ạ? Có màu đen, màu vàng và màu tím luôn nha. Đây, em mang cái màu tím lên cho mọi người coi nè, 149.000 một cây nha. Nhanh đây lên nha, ai comment chậm là hết kính đó. 149.000 một cây thôi, có bảo hành đầy đủ luôn, có hộp, có nem cạc đầy đủ cho mọi người. Đây là màu đen luôn ha, để lên đây nha. Ok chị Hà Lơ, rồi màu này là màu trà, còn màu trên đây là màu tím đó, ba màu luôn. Muốn màu nào comment cho em màu, nhớ là có màu, không có màu là không có chốt được đâu nha. Rồi màu tím với màu trà là mình đi đêm được luôn, còn màu đen thì mình không có đi đêm được đâu mọi người nha. Rồi chuẩn bị chưa, em bắt đầu chốt hàng và chỉ có 11 anh chị comment đầu tiên thôi. Vì kính này em không có xem nhiều là em lỡ chết luôn. Em chốt cho Vũ Văn Hiền một cây, ok Vũ Văn Hiền một cây luôn nha. 149.000 một cây, bảo hành cho mọi người 3 tháng luôn, hơi bị thích luôn nha. Rồi 149.000, anh Đình Tùng ơi cho em xin số điện thoại của anh đi ạ. Chốt cho chị Hà Lơ một cây 2021 cho Hà Lơ luôn, cho em xin màu luôn nha. Chỉ chốt trong livestream, trong lúc em đang chơi mini game thôi. Khải Trần một cây, ok cho em màu luôn Khải Trần ơi.
Minh Bảo ơi, cho em xin màu luôn anh nha. Minh Bảo một cây luôn nè, 149.000, có hộp có bảo hành đầy đủ cho mọi người. Hà Lơ ơi, em chốt cho Hà Lơ rồi. Nguyễn Minh Vương một cây 2021 cho Nguyễn Minh Vương. Ba mẫu em đang mang đều có giá 149.000 hết trơn luôn nha. Nhớ cho em xin mã kèm số điện thoại thì mới chốt được. Không có mã, không có số điện thoại là không có chốt được đâu mọi người nha. Rồi, những ai mà em đọc tên là em cá chốt rồi luôn ha. Em chốt cho anh Dân Trần chưa chưa chưa. Dân Trần ơi, cho em xin số điện thoại Ngô Đình Trọng màu tím. Ok, Ngô Đình Trọng nè màu tím, 11 cây thôi nha. Rồi, nhận quà đây. Ok, Tiến Trần luôn nha. Lâm Ngọc Ánh một cây luôn nè. Minh Bảo ơi, anh cho đầy đủ số điện thoại rồi phải không ạ? Ai em quên rồi ta. Rồi, Lâm Ngọc Anh ơi, Lâm Ngọc Anh ơi, tốt chốt cho Lâm Ngọc Anh luôn nha. Màu trà cho Lâm Ngọc Anh. Rồi, anh Minh Bảo ơi, màu tím với màu vàng là hai cây phải không ạ? Lấy màu ở giữa đem nhé. Ok, anh Vũ Văn Hiền comment cho em là màu tím đi, chứ các bé nhân viên không có biết được đâu anh ạ. Dân Trần ơi, cho em xin số điện thoại luôn nha. Kính kính to của em là bao nhiêu hả? Không có bán không nội. Đình Tùng ơi, cho em xin số điện thoại của anh luôn đi. Minh xây dựng, xây dựng Minh Hải ơi, anh cho em xin cái mã là 2021 nha anh nha. Đình Tùng ơi, cho em xin số điện thoại đi, em mới chốt hàng cho anh được nè. Vì sao anh thấy nhớ em thế này đó hả? Rồi, em thấy Dân Trần rồi, 2021 cho Dân Trần. Mã kính này còn 5 cây nữa thôi. Dân Trần ok em nha. Mua 3 cây không tính tiền ship mọi người nha. Phí ship ngoại thành 30k, nội thành là 20k nha. Mọi người nhanh lên nè. Rồi, xây dựng Minh Hải em thấy rồi, 2021 cho anh xây dựng Minh Hải luôn nha. Dạ, Tiến Trần ơi, vẫn chưa có người đánh trúng anh ơi. Rồi, màu đen nhé, ok em Khải Trần luôn ạ. À, em cảm ơn anh Trung Nguyễn nhiều nha. Rồi, anh Minh Tùng ơi, anh cho tốt xin số điện thoại của anh đi. Em vẫn chưa có số điện thoại của anh luôn kìa. Minh Bảo lấy màu tím với màu đen xây dựng Minh Hải, lấy màu đen Thanh Ngô. Thanh Ngô ơi, chị có thể cho em xin đầy đủ là mã kèm số điện thoại là 2021 kèm một kèm màu được không ạ? À? Kèm số điện thoại nữa. Dạ, Trường Huy ơi, 149.000 cho sắp em bán tới 400k lận đó ạ. À. Em cảm ơn anh Quang Vinh Phạm nha. Xây dựng Minh Hải màu đen, dạ ok anh ạ. Em có kính con Đức không em? Con Đức là kính gì vậy anh Quang Việt ơi? Dạ ok, Dân Trần ơi, em đã thấy số điện thoại của anh rồi nha. Em chấp cho Dân Trần một cây luôn nè. Nguyễn Trường Huy ơi, anh lấy thì anh comment cho Túc luôn là 2021 kèm màu kèm số điện thoại. Tiến Trần ơi, ok em nha. Rồi Đình Tùng, em chấp cho anh Đình Tùng một cây luôn. Em chấp cho Vinh phải không ạ? Vinh một cây luôn nha. Vinh cây 2021 nhưng mà màu gì Vinh ơi? Vinh cho em xin ha, Vinh cho em xin đi ạ. Rồi, màu đen luôn. Ok, anh Minh Bảo anh lấy 3 cây đúng không ạ? 3 cây. Anh Cường ơi, Túc vẫn thấy anh mà anh Cường ơi. Rồi, mọi người ơi, ai lấy kính này thì mọi người comment cho em liền luôn nha. Em qua mẫu liền luôn ha. Em sẽ lên câu đố tiếp cho mọi người chơi nha. Tại vì một mẫu như vậy em chỉ xe có 11 cây thôi, em không có xe nhiều. Cho nên những ai lấy thì mình tranh thủ mình comment cho em là 2021 kèm theo số điện thoại luôn nha. Dạ, có khát nước. Em uống trà sữa nhé. Ơ, em có luôn, em có một ly kế bên em luôn nè anh ơi. Nè, có một ly luôn nè. Trước khi đi làm là uống một ly rồi đó. Chết luôn á, lấy cặp kính vợ của em là chết luôn đó. Rồi, em chốt cho Nguyễn Hoàng Quân một cây 2021 màu đen cho Nguyễn Hoàng Quân luôn nha. Rồi, mọi người ơi, anh Quang Minh phải không ta, Quang Minh Phạm gì đó ơi. Em lên cái kính cao cấp cho anh coi luôn nha. Ok, Vinh lấy màu đen, ok Vinh nha. Rồi, cái gì có cánh mà nó không bay được mọi người ơi. Để coi coi lượt chia sẻ bao nhiêu rồi. Trên 1k là công bố đáp án liền luôn. Còn chưa trên 1k thì làm sao mà công bố được đúng không ạ? Rồi, ngon hả Đông? Gì vậy? Anh cậu Út ơi, anh comment cái gì kỳ vậy ông nội? Cậu Út ơi, mua kính ủng hộ Tút Tút với cậu Út ơi. Rồi, cánh chim cánh cụt là sai luôn Hà Lơ ơi. Cứ uống vậy là lăn nhanh hơn đi đó. Nhưng mà cái đó chỉ là trà tắc thôi mà, đâu phải trà sữa đâu. Em cảm ơn anh Thành Vinh. Em đứng lên một chút nào hả? Chi vậy ông Cao Trung này tự nhiên kêu em đứng lên à? Rồi để em coi coi bao nhiêu lượt chia sẻ rồi. Má ơi, mới có 758 lượt chia sẻ. Ít ịt ịt luôn á mọi người. Ít xỉn à, mọi người chia sẻ cho em nữa đi nha. Mọi người yêu em, mọi người mến em, mọi người thương em, mọi người chia sẻ cho em bán đắt hàng nha. Em cảm ơn mọi người lắm luôn. Kính mi đi trả thu là sao không hiểu luôn nè. Chị anh Thanh Ngô ơi, anh cho em xin mã chưa ở Thanh Ngô ơi, anh cho em xin mã là 2021 cho em luôn đi nha. Rồi, băng vệ sinh hả Trần Diễm ơi, sai luôn rồi. Mẹ mày, mày có thấy comment của tao không? Thấy, thấy nha Vũ Quang nha, em thấy comment của anh rồi. Vũ Quang ơi, sao mà anh la lên dữ vậy? Sao mà anh chửi thề dữ vậy anh này? Rồi, Minh Đức ơi, băng co tét là sai, cánh đồng quê hương là sai, chim cánh cụt là sai, cái quạt là sai luôn. Cái gì có cánh mà không bay được? Gửi cho mọi người đáp án có 4 từ. Đầu tiên nha, cái chữ đầu tiên là chữ cánh luôn nè. Chữ thứ hai gửi cho mọi người nữa nha, đó là cánh cửa mọi người ơi. Cánh cửa mọi người nha, chữ thứ hai là chữ cánh cửa luôn. Anh Vũ Văn Hiền ơi, cánh đồng vô tận là sai luôn ha. Rồi, trong lúc mọi người tiếp tục comment như vậy thì em sẽ cho mọi người coi tiếp nha. Đây, em đau họng quá mọi người ơi. Cái kính này mở ra mở vô mang được luôn. Cái kính này
Nam nữ mình cũng mang được hết cái này nè nha. Tắm đi tắm lại, nhìn kính là không đẹp bằng tóc tóc ạ. Cảm ơn anh Đình Tôn. Em chào anh Việt Thắng luôn ạ. Cánh cửa tình yêu là sai rồi anh ơi. Rồi mọi người nhìn nha, mẫu kính này em đang mang cho mọi người có mã là mã gì đây để em xíu. 0318 dành cho anh nam nha, dành cho anh nam và cả chị nữ mình mang luôn. Nếu như mà nam trúng thưởng mình có thể chọn mẫu này, hoặc là nữ trúng thưởng cũng có thể chọn mẫu này. 0318, ngày hôm nay cái 400k này em sẽ sale chỉ còn có giá là 149.000 một cây thôi đúng không ta? Đúng, 180 mấy má ơi, 180 nha. 180 mọi người ơi, em đã gửi cho mọi người hết đáp luôn rồi đó. Mọi người hãy comment cho em thiệt là nhiều luôn nha. Rồi, mọi người ơi, cái mẫu kính này em đang mang nha. 0318 nha, kèm theo số điện thoại liền cho em nha. 400k sale còn 180 rất là rẻ luôn ha. Cái này em còn có cho mọi người. Cái mẫu này em còn có màu xanh như vậy nữa nè. Nếu như mà màu xanh thì mọi người có thể là đi đêm được luôn. Đây mọi người nhìn nha. Nó sáng như thế này mình có thể là đi đêm được luôn. Mẫu kính này em sale còn 180, chỉ cho có đúng 4 người comment cho em nhanh nhất thôi nha. 4 người comment nhanh nhất cho em là 0318 kèm theo số điện thoại. Cái kính này sale còn 180 nha. Trồng thủy tinh hữu cơ nè. Mình kính này màu xanh là mình đi đêm được luôn. Màu xanh, viền màu vàng, trồng màu xanh. Ở trên đây có một cái cầu kính như thế này, rất là đẹp luôn nha. Đằng sau nè mọi người nhìn nha. Ở đây nè, vào tim em phải không hả? Không đúng rồi anh Quang Vinh Phạm ơi, sai rồi. Rồi, có con ve ở đây cho mọi người, có con ong chứ lộn. Thương hiệu là Gucci mọi người nha. 180 một cây luôn nè. Ai lấy thì mọi người comment cho em là 0318 kèm theo số điện thoại luôn nha. Em chốt cho Quang Trung Trường một cây này luôn. Ok, Quang Trung Trường 0318 180 một cây luôn. Anh Minh Bảo màu xanh, ok 0318 màu xanh cho Minh Bảo luôn nha. Rồi, Minh Bảo ơi, vậy là anh lấy 4 cây rồi đúng không anh ơi? Nãy giờ anh lấy 4 cây rồi đúng không ạ? Được free ship nha. Mua 3 cây thôi là em free ship cho anh liền luôn rồi. Minh Đức ơi, cho em xin số điện thoại luôn nha. Chỉ có 4 cây thôi mọi người nha. Minh Đức ơi, cho em xin số điện thoại nha. 0318 kèm theo số điện thoại màu đen, màu xanh. Nếu như mọi người là nam, mọi người mang cái màu đen vô ngọt cực kỳ ngon luôn. Còn nếu như mà mình là nữ, mình có thể mang màu xanh ké mấy anh nam cũng được luôn mọi người nha. 180 một cây thôi, cho mọi người kiểm tra hàng tới khi nào mọi người ưng thì mới trả tiền được không ạ? Chốt đi, chưa có luôn Tiến Trần ơi. Rồi, em chốt cho Xuân Nguyễn một cây này luôn, cho Trần Lợi một cây này nha. Trần Lợi một cây 0318 cho Trần Lợi luôn nè. Rồi anh Đức ơi, anh có lấy gì anh comment cho em số điện thoại lẹ lên, em hết kính rồi anh Đức ơi. Minh Đức ơi, cho em xin số điện thoại của anh luôn nha. Rồi em chốt cho Xuân Trần một cây này luôn, ok Xuân Trần luôn nha. 180 một cây mọi người ơi. Rồi em hết kính mọi người ha, em sẽ qua mẫu cho mọi người coi nha. Gửi cho mọi người đáp án có 4 từ được không ạ? Comment thiệt là nhanh cho em luôn nha, comment chậm là người khác comment mất tiêu luôn đó. Rồi bây giờ anh Quang Minh Phạm của em ơi, ok anh Minh Đức luôn nha. Rồi em chốt cho anh Minh Đức nhưng mà không biết ở dưới kho còn hàng không, có gì xíu em gọi lại cho anh nha Minh Đức nha. Bây giờ cứ chốt trước như vậy đi ha. Rồi mọi người ơi, anh Quang Minh Phạm của em ơi, hồi nãy em có hứa là lên cho anh một siêu phẩm đúng không? Bây giờ em sẽ lên cho anh một cái cây siêu phẩm đó luôn nha. Hy vọng là anh sẽ thích nha, anh sẽ ủng hộ kính của em nha. Rồi mọi người nhìn nè, em lên cho mọi người coi một cái cây này. Đây là hàng siêu phẩm của em luôn nha. Đây mọi người nha, hello anh Đỗ Hữu luôn nha. Rú ơi là rú. Là gì ông nội? Ở đây nha, có chữ Boucher được khắc bằng tia laser màu vàng ở đây. Dạ đúng rồi, em nói quá trời cho nên cái cổ họng em nó đau. Mỗi ngày em nói cỡ 4 tiếng luôn, có khi là 3 tiếng, khi là 4 tiếng liên tục như vậy luôn. Nó đau cổ họng cực kỳ. Cho nên mọi người ủng hộ kính em nhiều nhiều nha. Rồi, mọi người nhìn nha. Thì cái tròng kính này nó màu đen, viền của nó cũng màu đen luôn. Cái cầu kính trên đây là màu vàng kim, được làm bằng titan, không bong, không tróc, không hề xét, không hề gỉ. Có bảo hành cho mọi người luôn nha. Cánh cửa chị em hả, dễ thương quá vậy ông nội. Rồi, cái chồng này mọi người ơi, nó được làm bằng chồng chất liệu nó là boleroi nha. Chống trời, chống bể, chống rơi vỡ cho mọi người luôn. Có nghĩa là khi các anh mà cầm vô tình có làm rớt xuống đất nó cũng không hề bị vỡ, mà nó vẫn giữ nguyên như vậy cho anh luôn nha. Bên trong nè, anh nhìn nha, có cái lớp phản quang màu xanh này. Thì cái lớp phản quang màu xanh này nó có công dụng là chống được ánh sáng xanh của màn hình điện thoại, tivi và laptop. À, cái chồng boleroi này nó còn chống cho mọi người là chống tia phân cực nữa đó nha. Em cảm ơn anh Nguyễn Trường Huy ạ. Rồi ship nước ngoài không chị? Chị không có ship nước ngoài được. Phạm Hữu Đạt ơi, mọi người nhìn nha, thì cái kính này nè mọi người, ở đây ha, nó sẽ được làm bằng gỗ rất là đẹp luôn, gỗ cao cấp mọi người nha. Có chữ Boucher ở đây cho mọi người luôn. Hello Trọng Hiếu nha, tôi có chào Trọng Hiếu luôn nè. Rồi, có kính nhỏ sao không, kính bự quá vậy hả? Có kính nhỏ luôn anh Thuận Phạm Văn ơi. Mẫu đó là gì em? Dạ, mẫu này là 8819 anh nha. Em mang lên cho anh coi nha, đẹp lắm luôn. Thì mẫu này những anh nam nào mà chưa có bồ, mình mang cái này lên là đảm bảo là có bồ luôn đó mọi người nha. Anh, hello, Kim Quỳnh Anh của chị Túc. Chị Túc chào em luôn nha. Không có bán kính dưới đâu. Rồi, mọi
người nhìn nha, mẫu kính này 8819 đến 700k một cây lận đó. Nhưng mà ngày hôm nay trên livestream này do các anh nhiệt tình với Túc quá đi, cho nên Túc sẽ sale cho mọi người chỉ còn có 350 thôi. 350 mà có hộp đầy đủ như vậy luôn, để em mở ra cho mọi người coi nha. Nè, trên cái hộp, trong hộp nó sẽ có khăn như vậy, có chữ bóp chơi B8000 luôn nha. Hello Tinh Ông, tôi Túc chào Tinh Ông luôn nha. Rồi, mọi người nhìn nha, có nem cạc nè, có thẻ cho mọi người đầy đủ luôn. 350 một cây, 8819 kèm theo số điện thoại liền cho em luôn. Được kiểm tra hàng cho nên mọi người yên tâm nha. Đây là một dòng siêu phẩm của em đó. Mở thẳng cái hộp ra như vậy cũng được luôn, thấy chưa ạ? Sướng lắm luôn, cho nên kính này mà các anh mang đi du lịch đó, kính thì mình mang còn hộp thì mình bỏ trong ba lô, mình mở thẳng ra như vậy nè, nó không có tốn diện tích cho các anh luôn nha. Rồi, gì 8819 350 một cây, mọi người comment cho em là 8819 kèm số điện thoại luôn nha. Rồi, ai lấy comment tranh thủ cho em luôn được không ạ? Cái chồng này nó hình chữ nhật rất là ngầu, rất là sang chảnh luôn, thì phù hợp với những anh nam nào mình manly nè, cá tính nè, rồi thời trang nữa nè, là chồng mẫu này cho em nha, cực kỳ nam tính luôn đó, đi tới đâu hút gái tới đó luôn mọi người ha. Rồi em chốt mẫu này cho Tấn Nguyễn một cây luôn nha. Ok Tấn Nguyễn luôn nè, ok anh Tấn Nguyễn một cây luôn nha. Rồi rồi em chốt cái này cho anh để cho Phong Lợi một cây. Ok anh Phong Lợi luôn nha. Nói hay hơn chị được cái gì vậy? Cho quỷ này Vân Huệ này cho lại chửi chị vậy hả quỷ xứ ha. Rồi em chốt cho anh rồi nha, em chốt cho chị Phong một cây này luôn, 8819 cho chị Phong luôn. Còn ai lấy cái này nữa mọi người tranh thủ comment cho em là 8819 kèm theo số điện thoại luôn nha. 3D đeo được không? 3D, 4D gì cũng đeo được hết trơn đó anh Du Thạch ơi. Rồi chốt cho chị Nguyễn Lan một cây này luôn, cho Minh Bảo 8819 luôn, Nguyễn Lan cây này luôn nha. Anh Minh Bảo ơi, anh mà mua nhiều anh sẽ được miễn phí ship và còn được giảm giá nữa anh Minh Bảo nha. Minh Bảo một cây 8819 luôn nè. Anh đang chạy xe mai mốt anh về alo em lấy cây nha chút. Dạ ok anh Trường Huy à. Ủa anh đang chạy xe gì vậy? Anh đang đi làm hả Trường Huy ơi? Vậy thì anh tập trung chạy xe đi, còn coi livestream của em nữa, làm sao mà chạy xe được. Rồi 8819 ai lấy mọi người comment liền cho Túc luôn nha. Anh Quang Minh Phạm ơi, anh có lấy mẫu này không? Túc lên cho anh coi là cây này đẹp lắm luôn. Rồi bây giờ em sẽ lên cái cây khác cho mọi người. Mọi người thích em lên cái cây kính ngầu hay là thích cây kính giá tầm trung hay là cao cấp thì mọi người comment lên liền cho em luôn nha. Bây giờ em sẽ lên cho mọi người coi một cái cây kính dành cho nữ đi ha. Thích nữ không mọi người ơi? Mọi người thích lên kính nữ không? Để em lên cho mọi người coi nè. À em lên cái cây này đẹp lắm luôn, đẹp lắm luôn luôn. Em cảm ơn anh Toàn Trần Hữu luôn nha. Mọi người nhìn nha, mẫu kính này trồng của nó là trồng thủy tinh hữu cơ. Trời đất ơi, nó sáng, nó trong cực kỳ luôn. Mọi người thấy không, nó trong lắm luôn. Cái này ha, mình đi đêm cũng được luôn. Mình đi đêm là xuyên suốt đêm 2-3 giờ sáng mình đi cũng được luôn. Thấy tận trong hang cùng ngõ ngách gì cũng thấy hết trơn luôn đó nha. Bao nhiêu một cái sách? Cao cấp dạ ok Minh Bảo. Cô bác ơi, cái này Túc đang lên cho bạn coi là 400 một cây nha. Ở đây có con cá sấu la cốt, trên đây có chữ la cốt được ở đây luôn. Xe khách đi tour đó em, tại em nói chuyện dễ thương lắm mà. Em cảm ơn anh Trường Huy nhưng mà anh lo tập trung chạy xe đi. Khi nào anh Trường Huy rảnh thì anh Trường Huy lên livestream chơi với Túc luôn nha. Rồi, rớt một bên bông tai thì Túc anh để ý quá vậy cho nội. Dạ cái Dũng anh ơi, cái này em đang lên cho anh coi đó, cái gọng của nó bên hông là có chữ la cốt như vậy luôn. Cùi bắp ơi, cái này em đang lên là 400k một cây, sale còn 149k một cây. Đây là dòng kính cho nam và cho nữ mang cũng được mọi người nha. Đây anh ơi, còn cái kính mà hồi nãy Túc lên cho anh coi đó anh cùi bắp ơi, Túc lên cái này nè là 350 một cây nha cùi bắp nha. Đây Túc để trên đầu cho anh coi luôn ha. 8819 350 một cây, có hộp đầy đủ cho anh luôn ạ. Còn cái kính này Túc đang lên cho mọi người mã là L15, dành cho cả nam cả nữ luôn ha. Là màu trà nữ có thể mang ké được nha. Còn nếu như mà nam mà thích ngầu quá thì mình chọn màu đen như vậy cho em luôn. Đó, rất là ngầu luôn nha. Số điện thoại nha Túc chi vậy? Anh có số điện thoại anh nha Túc chi vậy ông nội? Trời ơi lên livestream là thấy em rồi. Mọi người ơi, cái kính này L35 nha, 149.000 một cây luôn. Mọi người lấy thì mọi người comment cho em là L35 kèm theo số điện thoại, 149.000 một cây, có bảo hành cho mọi người 3 tháng luôn. Đất vừa ở nách hả? Trời đất ơi, em có đất vừa ở nách sao em không biết vậy cha nội? Anh nhìn gì mà kỹ quá vậy, em không có. Rồi, có kính nào nhìn xuyên áo không Túc? Dạ có, kính nhìn xuyên quần thôi chứ không có kính nhìn xuyên áo quần, mà là quần chúng đó nha, chứ không có phải là quần của mình đâu. Rồi, mọi người nhìn nha, mẫu kính này L35, 149.000 một cây, chống tiêu UV là chuẩn 400 cho mọi người luôn, hàng chuẩn không cần chỉnh. Đây, em sẽ test tiêu UV cho mọi người coi. Hello anh Nguyễn Duy luôn nha, chống tiêu UV chuẩn 400 luôn nè. Rồi, em đeo cái nào cũng đẹp hết hả? Vậy thì cô bác ủng hộ em đi, ủng hộ cái kính của em đi nha. Anh chạy xe nghe nói chuyện là anh tỉnh ngủ luôn đó hả? Vậy thì cứ để em thôi thôi. Anh mà để em nói họ anh nhức não là mất công nữa đó. Anh phải tập trung chạy xe đi. Rồi, mẫu kính này L35, em bắt đầu chốt hàng
hàng luôn nha. Em chốt cho chị Minh Nguyệt một cây. Ok Minh Nguyệt, ủa cái bút đang chốt hàng đâu mất tiêu rồi. Minh Nguyệt, em chốt cho Minh Nguyệt một cây. Đàn phát ơi, anh lấy thì anh kẹt em. Kính đẹp ở nách bao nhiêu kính này đó hả? Kính này không có bán được đâu. Minh Nguyệt em chốt cho chị luôn nha. L35 màu trà cho chị Minh Nguyệt. Đàn phát ơi, lấy thì comment cho em L35 kèm theo số điện thoại. Hello Nguyễn Hoàng, có kính nào nhìn xuyên bài không em? Anh định đi cày hả? Anh định đi làm thần bài hả ông nội? Phúc Lê Quang. Rồi, hello Nguyễn Nhân, cho chút xin số điện thoại luôn. Chốt cho Dư Thạch một cây L35 màu luôn. Dư Thạch ơi, Dư Thạch ơi, cho em xin màu luôn nha. L35, Nguyễn Nhân ơi, cho chút xin số điện thoại của Nguyễn Nhân luôn đi. Anh đi nhảy cầu đây vì thương Túc mà Túc không thương anh hả? Trời đất ơi, nếu như mọi người thương Túc nhiều quá, Túc thương hết làm sao mà thương được bây giờ? Rồi, em có bán chịu không hả? Anh Trương Hoàng ơi, có 149 ngàn, anh ngỡ nở nào anh cho em bán chịu là em chịu. Ông chủ em, ông chửi em rồi sao? Còn mẫu khác không? Dạ còn luôn đàn phát ơi, em còn mẫu khác. Cho Nguyễn Nhân L35 màu trà cho anh Nguyễn Nhân luôn nghe. Túc Túc cảm ơn Nguyễn Nhân nhiều nha. Ủa, Nguyễn Nhân lớn hơn Túc hay nhỏ hơn Túc? Để Túc biết Túc kêu bằng anh hay bằng em coi. Rồi, mẫu gì nữa đây? Anh gì anh đàn phát ơi, anh đàn phát cho em xin số điện thoại kèm theo mã được không? Mã này là L35 kèm theo số điện thoại để em mang màu vàng lên cho anh ghiền nha. Wow, màu vàng là sang chảnh cực kỳ luôn á. Dư Thạch màu trà, bao nhiêu hai cái thế hả em? Dạ công bình ơi, 149k một cái luôn nha. Không, Tùng muốn mua kính nhìn xuyên áo cơ. Tốt tốt, anh này ghê quá, ông nội này, nghĩ sao vậy? Trời đất ơi, chốt cho anh Khánh Hoàng màu L35 màu trà. Em cảm ơn anh Khánh Hoàng ạ. Cô bé bán kính đẹp em à, cảm ơn Dương Vũ nhiều nha. Chi dữ vậy hả? Nè Tấn Duy ơi, Ray-Ban bao nhiêu em? Dạ để em lên Ray-Ban cho Tấn Trần coi liền luôn nha. Có mình anh thương tốt hơn đó hả? Anh Dương Hoàng có thương tốt hơn. Hello Nguyễn Từ, tốt chốt cho Nguyễn Từ một cây luôn, màu nữ luôn nha. Nữ là màu trà đúng không ạ? Cho em xin màu trà đi Nguyễn Từ ơi. Cái màu vàng là L35 à? Đúng rồi Dũng anh Nguyễn ơi, L màu vàng là 35. Em chào anh Bùi Văn Trọng luôn nha. Thật lòng nghe nói chuyện dễ thương lắm luôn đó hả? Cảm ơn anh Trường Huy nhiều lắm luôn á hả? Rồi, mọi người ơi, em lên cái mẫu kính khác cho mọi người coi. Em chốt cho Công Bình mã 35. Công Bình ơi, comment cho em L35 được không anh ơi? Em chốt cho Công Bình một cây L35. Cái mỏ dễ như vậy mà còn chưa dụ được giá mua hàng của em nữa đó. Mập rồi nha hả? Ê, muốn lăn luôn rồi nè. Em đi bán kính thì ổn quá làm MC đi. Thôi, sao mà giác cái thân này lên làm MC được, cái thân thì như con heo á. Rồi, ê, anh đàn bác ơi, cho em xin số điện thoại của anh đi để em chốt cho anh nha. Anh Lam, anh Phan, anh ơi, cho em xin số điện thoại luôn. Ray-Ban cao cấp em ơi. Dạ ok, Nguyễn Trung ơi, em lên kính Ray-Ban cao cấp luôn nha. Dạ, em cảm ơn Hải Hoàng. Ok, đàn phát, chúc Túc đã thấy số điện thoại của anh rồi. Anh muốn mua cái kính ở nách đó hả? Trời ơi, em có mỗi cái kính ở nách thôi, anh mua rồi lấy gì em mang. Đàn phát luôn nha, chốt anh đàn phát một cây. Mấy cha nội này có một cái kính ở ngay nách rồi mà cứ đòi mua miết hơi à. Lấy cái gì mà em mang nữa đây? Kính nâu bao nhiêu? Dạ cái kính nâu này 149.000 một cây anh nha. Anh lấy gì anh Hà Tuấn Duy comment cho em là ok em chốt cho Phan anh màu đen luôn. Hà Tuấn Duy ơi, anh lấy kính màu trà này thì anh comment cho Túc là L35 kèm theo số điện thoại luôn nha. Chốt cho Phan anh một cây màu đen ạ. Rồi kính nào mà nhìn xuyên áo như em mặc đấy hả? Đắt anh cũng được luôn hả? Nhưng mà em có đâu, anh Salon Phụ Tóc Sài Gòn ơi, em cũng ở Sài Gòn luôn nè. Anh lấy thì anh comment cho Túc là L35 kèm theo số điện thoại luôn nha. Hello bé Kiên Kiên, Túc chào Kiên Kiên luôn nha. Đau hỏng quá, em uống nước cái nói tiếp nha, em khô cổ hỏng à. Đi tối được luôn đó anh ơi. Đi tối được luôn, đi xuyên đêm luôn. Thế có kính như Tùng nhu cầu ăn gì? Nhu cầu không á là không có kính như Tùng đâu. Dạ em ở quận 10 anh ơi, em ở 436 đường 3 tháng 2 quận 10. Rồi, hồi sáng quên hỏi em khoảng chừng nào ra tới. Dạ Dũng Phan ơi, tầm 3 ngày. Nếu như mọi người ở ngoài thành phố Hồ Chí Minh á là 3 ngày mọi người sẽ nhận được hàng. Còn nếu như mọi người ở trong thành phố Hồ Chí Minh là 1 tới 2 ngày là sẽ nhận được hàng luôn nha. Rất là nhanh luôn á mọi người ơi. Chứ mọi người mà nhận được hàng sẽ được kiểm tra hàng luôn đó nha. Cái mẫu màu trà này là anh đi đêm được luôn anh Dũng anh ơi. Anh nhìn tới hàng cùng ngõ góc ở đâu anh cũng thấy hết trơn đó nha. Comment cho em là L35 kèm theo số điện thoại đi. Em qua cái mẫu Ray-Ban cho mọi người coi, Ray-Ban cao cấp nha. Đây màu khói là trên đây L35 màu khói màu đen như vậy nha. Rồi em qua màu khác liền luôn. Dạ anh muốn gặp em đó hả? Dạ chưa có ship luôn anh Dũng anh ơi, ship nữa là 30k nha. Anh muốn gặp em anh qua shop của em đi, có em bên đây nè. Tối có chị có còn like không vậy? Tối chị không có còn like luôn Kiên ơi, tối là chị đi mất tiêu rồi, chị không có like luôn nè. Rồi em lên cái kính Ray-Ban cho các anh coi luôn nha. Và cái kính này sẽ là kính Ray-Ban cao cấp mà nó có thể là gấp lại được luôn. Anh Dũng anh ơi, anh có thể comment cho Túc là L35 kèm theo ship được kèm theo số điện thoại. Tại cuối tuần này anh về Thủ Đức rồi. Dạ Dũng Phan ơi, kịp mà đúng không? Anh về ở đâu anh cho số điện thoại thì chị ở đó là được rồi nha. Trời đất ơi, bữa nào mặc bikini like một cái là không ai xem luôn đó.
À, Hà Tuấn Nhi ơi, em ở Đà Nẵng hả? 3 ngày là em sẽ nhận được hàng luôn nha. Mời anh Ngô Thủy quá, anh chọc em hoài. Hello, bé nước mắt lạnh của chị Túc luôn nè. Em ship Đà Nẵng không? Dạ ship luôn ạ. À, nhanh Nguyễn ơi, em có ship Đà Nẵng luôn. Cảm ơn anh Phú Quốc nha. Rồi bây giờ em lên kính tiếp nha, nãy giờ em nhiều chuyện quá, em nói chuyện ngoài lề không hờ. Rồi, mẫu kính này có thương hiệu là Ray-Ban mọi người nha. Mọi người có thắc mắc là tại sao nó lại nhỏ như vậy không? Tại vì nó là gấp lại đó, nó gấp lại được luôn cho nên nó nhỏ xíu 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 à. Rồi, không có bán kính ngực đâu mấy ông nội này, anh chọc em ngoài à. Em mắc cỡ hai cái má em nó đỏ lên làm sao mà em bán hàng được. Rồi mọi người nhìn nha, trong cái hộp sẽ có cái hộp da như vậy, hộp da cao cấp rất là mềm mịn cho mọi người luôn. Trên hộp da sẽ có khắc chữ Ray-Ban cho mọi người nha. Bên em bán kính là kính chính hãng, ten 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 ten, mở ra như vậy nó có thể là gấp lại được luôn, mọi người thấy chưa? Em mở ra cho mọi người coi nha. Kính này đó, nó gấp lại như vậy nè. Giá là 500k một cây. Ngày hôm nay em xe chỉ còn có 250 thôi. 250 thôi nha, rất là rẻ luôn. Ở đằng sau cái đuôi kính nè, nó có bọc một lớp nhựa cho mọi người để không có bị đau lỗ tai đó. Em mang cho mọi người coi nha. Thì cái chồng này nó là chồng thủy tinh mọi người ha, chồng thủy tinh luôn. Trên đây nó có khắc cái chữ Ray-Ban cho mọi người. Bên đây có khắc chữ A, chữ B cho mọi người luôn, là chữ Ray-Ban đó nha. Rồi nhưng mà nó viết tắt. Còn ở đây cái tem này mọi người về mọi người lột ra nha. Đừng có mang cái tem này mà đi vòng vòng ngoài đường, người ta cười chết luôn á. Rồi chồng màu chè này á thì mọi người có thể là đi đêm được luôn. Đây em đưa cái tay cho mọi người coi nha. Nó sáng trưng như vậy nè, mình đi đêm được luôn, chống UV chuẩn 400 cho mọi người luôn nha. Cái viền màu vàng này nè, nó luôn luôn sáng bóng như vậy, nếu như mọi người đi ngoài nắng ngoài mưa nó cũng không bao giờ bị gãy xét đâu. Dạ kính em đang đeo là 250 một cây ạ. À, tới anh gặp em trực tiếp là không phải ship. Dạ anh Salon Vũ Tóc ơi, nếu như mà anh muốn đến shop em á, anh muốn mua được kính giá để anh sale á, thì anh hãy để lại mã trên livestream kèm theo cái số điện thoại của anh luôn. Thì một xíu anh qua bên shop, anh đọc cái số điện thoại của anh, bên em sẽ lục ra anh chọn mã nào, sau đó sẽ lấy ra cho anh coi và anh thích cái nào thì anh lấy cái đó, sẽ được giảm tới 50%. Còn nếu như anh không để lại mã trên livestream thì qua nữa là cái này, nếu mà anh thích cái này là 500.000 lận đó. Còn anh để lại số điện thoại và mã trên livestream, coi như là anh đã mua trên livestream á, thì chỉ có 250 thôi. Anh qua anh kiểm tra thích thì lấy, không thích thì thôi ha. Rồi mắt to của em không? Dạ anh thấy Kenny ơi, kính này là 250 một cây, mã của nó là kính gấp nha. Mọi người lấy thì mọi người comment cho em chữ kính gấp kèm theo số điện thoại, 250 một cây thôi, rất là rẻ luôn nha. Rồi anh Salon Vũ Tóc ơi, anh thích cái kính này không ạ? À? Dạ có ship về Bắc Giang em có ship luôn. Rồi anh Tấn Cường Đặng ơi, cho em xin hai chữ là kính gấp được không, vì em có rất là nhiều kính 250. Anh cho em xin chữ kính gấp luôn nha, em có ship về Bắc Giang luôn đó anh Ngô Thủy ơi. Anh ở đâu em cũng ship hết trơn, trên rừng trên núi ở biển ở đâu cũng ship hết trơn á, chỉ cần cho em xin mã số điện thoại thôi. Đeo trên chân cơ mà đó hả, trên trán cơ mà. Dạ cái kính em đeo trên trán này phải không anh ơi? Thì giá của nó là 350 một cây, giá gốc là 700 anh nha. Kính này có mã là 8819, ở đây là bằng gỗ cho anh nè, rất là sang chảnh luôn, mã là 8819, 350 một cây nha. Kính dưới là hàng trưng bày không có bán đâu anh ơi, anh Hiếu Nguyễn này trong em ngoài. Rồi anh Thi ơi, anh Ti Kenny ơi, mẫu kính này 8819, 350 một cây, anh lấy thì anh comment cho Túc là 8819 luôn nha. Chồng này nè, nói chậm thôi nghe không kịp. Dạ ok anh Tấn Cường Đặng. Anh Tấn Cường Đặng ơi, anh comment cho em hai chữ thôi là chữ kính gấp kèm theo số điện thoại, em sẽ chốt cho anh mẫu này 250 thôi nha. Hello, hello kẻ sữa silicon. Có người yêu chưa ạ? À? Chưa có người yêu luôn. Bồ cũng chưa có luôn nha. Dạ ok anh thì Kenny ơi, không có được. Tại vì kính này tới 700k lận đó anh ơi. Nhưng mà trên livestream ngày hôm nay em share cho anh chỉ còn 350 thôi. Còn kính em đang mang là 250 nè. Khi mà mọi người gấp á, gấp 1000 lần nó cũng không bị gãy đâu nha. Đó, gấp lại như vậy nè, cũng không có hề bị gãy. Hello anh Tiên Huỳnh, có ship em về cho anh không? Ship em là chết luôn á. Em cho em mở hoài à mọi người. Khi kính gấp cho Tấn Cường Đặng, ok anh ạ. Nè Tấn Cường Đặng ơi, em gấp như vậy cho anh coi nha, nó không có bị gãy đâu, gấp 1000 lần nó cũng được nữa nha. Ok, kiên kiên của chị Túc luôn nha, 300 em nhé. Dạ không có được anh ơi, tại vì em chỉ bán kính thuê thôi. Còn giá là trên shop của em tới 700k lận, anh có thể qua shop của em để tham khảo luôn nha. Không có được luôn anh Phạm Anh Nguyễn ơi, kính này 350, ai lấy mọi người comment cho em nha. Còn kính này là 250 nè. Các anh ơi, có 50 mà các anh trả giá của em là tội nghiệp em lắm luôn á. Tiền đâu mà em bù vô trong chủ của em đây. Trời đất ơi, mỗi hồi 50k mới mất là tôi bán thân luôn đó. Rồi à, hàng trưng bày sản phẩm nhưng đến bao giờ em mới bán hàng, đó là không có bán được đâu anh, dám mà đến nó hàng trưng bày. Anh biết mấy cái hàng trưng bày trong viện bảo tàng hơn, làm sao mà bán được. Ăn nó ăn no quá rồi đỡ đó, em chưa có ăn à. Làm thế nào mua được cái kính ở dưới nửa đen nửa trắng? Em ký đầu anh một cái bây giờ nha, Salon Vũ Tóc này anh
Thôi thì anh tục tiểu quá nha, anh chọc em như vậy sẽ mắc cỡ đây, sẽ không like kênh em bán được, là bị ông chủ em chửi đó. Rồi khuyến mãi đi em, giải thi kinh đi ơi. Em nói hay thế, em nói hay như vậy em còn chưa dụ được anh mua kính nữa kìa. Anh thật là đáng ghét, anh hãy mua kính của em đi. Em cảm ơn anh Hữu Hoàng nha. Rồi mẫu kính này nè mọi người ơi, mã của nó là 8819 nha. Thi kinh đi ơi, anh cầm lẻ cho em đi, em nói đau cổ họng quá nè. Đây mọi người nhìn nha, thì em nói cho anh nghe nha, anh mua cái kính này 350 là xứng. Ồ quên, chốt cho anh Tấn Cường Đặng cái hồi là quên luôn á, chốt cho Tấn Cường Đặng cái mẫu này luôn nha. 250 một cây cho anh Tấn Cường Đặng một cây luôn nè. Rồi mọi người ơi, ai lấy cái kính gấp nữa thì mọi người comment cho em chữ kính gấp kèm theo số điện thoại luôn nha. 250 một cây thôi, rất là rẻ luôn. Còn cái kính anh đang mang, nó được làm bằng tròng thủy tinh. Nó được làm bằng tròng Polaroid, chống trời chống bể cho mọi người. Cái này nè anh Thi ha, anh mang kính mà anh bị rớt xuống đất nó cũng không có bể đâu, nó rất là bền. Chỉ có nước là anh chán rồi anh mới đổi kính thôi, chứ nó không bể, nó cũng không trời nữa. Thì bỏ ra trên 50 ngàn mua cái kính là đáng đồng tiền luôn rồi đúng không? À, hay có em bờ mà Túc ơi, hoài vậy là sao em không hiểu luôn nè. Không có được đâu An Nguyễn à, anh chọc em hoài mấy ông nội này cứ trả giá cho em có 50 ngàn không có được. Em chấp nhận Nguyễn Từ một cái kính gấp luôn. À, ship miền Bắc cho em, dạ có luôn. À, chị có ship luôn nè, Kiên Kiên ơi, chị ship miền Bắc cho em luôn nha. Rồi mọi người ơi, à mọi người comment cho em là mã kèm theo số điện thoại để em chốt hàng cho mọi người liền nha. Em bắt đầu chốt hàng cho anh Nguyễn Từ, em cảm ơn anh Hoa. Bán anh cặp kính to kia đi hả? Bán anh rồi em lấy gì em xài cho nội? Chốt cho ai em quên mất tiêu rồi. Chốt cho anh Nguyễn Từ một cây kính gấp 250 một cây. Anh ơi, anh mua hóa đơn mà trên 300, à lộn, trên 500k, anh sẽ được miễn phí ship đó nha. Em sẽ không tính tiền ship của anh đâu. Anh An Nguyễn ơi, anh lấy kính này, anh comment cho Túc là 8819 kèm theo số điện thoại anh nha. Đây mọi người nhìn nè, bên trong của nó đẹp lắm luôn. Còn bây giờ em sẽ lên cái kính ngầu hơn nữa cho mọi người coi nha. Kính này đó, siêu phẩm bên em luôn, là kính Acma này mọi người nha. Cái kính này hello Thành Trần luôn nè, mà anh ở ngoài Bắc có mà em hả? À, mà anh ở ngoài Bắc có cơ mà em, không có sao hết trơn á. Anh ở ngoài Bắc hay anh ở miền Tây, miền Đông, miền Nam, miền nào em cũng có thể ship cho anh được hết trơn á, chỉ cần anh để lại mã và kèm số điện thoại cho em thôi. Còn việc mà ship hàng tận nhà cho anh là cứ để em lo luôn nha, anh cứ để lại mã cả thế giới rồi để em lo. À quên, trả tiền nữa là được rồi. Em được đào tạo bán hàng chuyên nghiệp em. Em không có học lớp nào hết trơn, không có lên. Tự nhiên em lên em thấy cái kính, em thấy cái màn hình điện thoại là em nói. Em nói như chưa từng được nói luôn đó anh ơi. Em cảm ơn Hải Vân nhiều nha. Rồi, An Phạm, ai ơi An Nguyễn, ông mà còn trả giá thế nữa là tôi xỉu mà đùng luôn bây giờ. Nghĩ sao có 50 ngàn bắt tôi nói nãy giờ mà khô cổ họng luôn rồi nè. Anh cho em 50 ngàn đi ông nội. Rồi, chốt đi. Âm he khi kênh này bị em dỗ rồi kia. Ôi, ủa anh lấy mã nào vậy? Hồi này đến mã này đúng không? Vậy anh cầm bên cho Túc đi, 8819 kèm theo số điện thoại nha. Tiền ship là 30k, ngoại thành là anh ở ngoại thành là 30k đó. Em ăn cơm chưa? Dạ em ăn hồi sáng rồi, còn cơm trưa em chưa có ăn, em có giỏ heo hộp cơm anh ăn rồi. Chốt người lại là bao nhiêu hả? Chốt người là vô giá, anh chỉ có thương em thì em mới đi theo anh thôi. Anh ở Campuchia em có ship không? Campuchia không có ship được anh ơi, em chỉ ship được tới ở ở trong Việt Nam thôi. Nói nghe nè, em giới thiệu tiếp kính cho mọi người nha. Mời anh Đình Tùng á, anh Đình Tùng này chọc em hoài à, tán anh một cái bây giờ. Rồi, anh Thi Kenny này comment cho Túc đi, 8819 kèm theo số điện thoại nha. Còn Túc sẽ lên kính này cho mọi người coi, đó là kính Acma này, cái chồng của nó là chồng hình vuông như vậy nha. Hình chữ nhật rất là ngầu luôn các anh ơi. Nếu như mà các anh thích hình chữ nhật trên đây thì chọn trên đây là 8819. Còn mẫu trên đây á, Túc đang mang là mã mấy vậy? Mã 1804 mà có 1 cây à. Kính ship hôm nào mới nhận được dạ Túc. Lân Nguyễn ơi, 3 ngày sau khi mà Trúc Trúc gọi điện chốt hàng cho Lân Nguyễn thì Lân Nguyễn sẽ nhận được hàng luôn nha. Rồi, à, cái 8819. Anh Sa Long Vũ Tóc ơi, anh cứ để lại mã đi. Khi nào anh qua shop em lấy cũng được luôn nha. Anh qua anh coi coi thích thì lấy, không thích thì thôi ha. Để lại trên số điện thoại nữa nha. À, có một em Túc mà ai cũng thích hết trơn á. Anh Minh Kỳ Ly Kiều có thích Túc không? Rồi, hello Dũng Phan luôn nha. Ông cửa gì ra nước mắt vậy cho nội. Đây mọi người nhìn nha, mẫu kính này nó hình chữ nhật ít đầu. Ít đầu à. Rồi, mọi người nhìn nha, cái tròng bên trong của nó là màu phản quang như vậy thì nó sẽ chống được ánh sáng xanh của màn hình điện thoại, TV và laptop. Cái viền màu đen, cái tròng cũng màu đen, nó rất là ngầu nha. Ở đây cái cục màu đen này là cái logo Acme đó mọi người nha. Bên ngoài của nó được tráng một cái viền màu bạc rất là sang chảnh luôn. Bên hông nè, bên hông con ve nè, cũng có logo Acme cho mọi người luôn. Sao mà khó ơi chị vậy, Oxybus ơi. Dạ, 8819 là 350 đó An Nguyễn ơi. Đây em đưa lên cho anh coi nha. Còn cái này nè, cũng là 350 luôn. Em nhức đầu quá à. Sao vậy ta? Ước gì có ai ở đây massage đầu cho em phê tê mê luôn. À,
Sao em nói miền Đông, miền Tây, miền Bắc đều được, nhà nhà anh gần cửa khẩu sao lại không được xiết không biết à? Dạ anh ơi, nếu như mà nói chung là anh còn trong miền Nam, á lộc anh còn trong Sài Gòn, á lộc anh còn trong Việt Nam là em sẽ xiết cho anh được. Còn nếu như ở ngoài Việt Nam là sẽ không xiết được nghe. Rồi, chị như tuổi vậy, chị á hả, chị 20 mấy tuổi rồi, chị già rồi nhưng mà chị vẫn ế chồng, chị chưa có chồng chắc do chị nói nhiều quá hay sao á. Rồi, mẫu kính này, 1804, giá của nó là 350 một cây mọi người nha. Có chứ, thấy em đẹp quá, mới thích em đó hả? Cảm ơn anh nha. 8819, 350 một cây mọi người nha. Chào em gái, hello anh Thiện Trần, tôi thích chào anh Thiện Trần luôn nha. Rồi mọi người ơi, hai cái mẫu kính này sẽ là hai mẫu kính mà cuối cùng Túc đã like cho mọi người đó. Còn bây giờ thì Túc sẽ nói chuyện với mọi người nha. Không có bán kính nữa mọi người, chịu không? Dẹp kính nha, không nói chuyện nữa nha. Rồi, mẫu kính này nha. Xíu nữa em ngưng like là em không có sale nữa đâu đó. Ê, cái mỏ á, kén chọn chứ đâu. Ồ, em không biết nữa giác ơi, chắc có lẽ là do em kén chọn quá. Chắc có lẽ là em do em kén chọn đó, còn không là do không mà kén chọn chứ có do gì đâu. Anh kết em lắm rồi đấy, anh còn chưa cho em xin số điện thoại nữa thì làm sao mà anh kết em được, anh phải cho em xin số điện thoại chứ. Anh mới cho em xin mã 8819 mà anh chưa cho em xin mã. Em cảm ơn anh Thiện Trần nha. Rồi mọi người nhìn nha, mẫu kính này 8819 kèm số điện thoại cho em luôn nha. Cái này là 1804 kèm số điện thoại cho em luôn. Chắc là em kén quá đó hả, miệng này mà chửi chắc đã lắm nè. Miệng này thiệt luôn á, em bán hàng em giới thiệu kính thì được, chứ còn mà em đi chửi lộ em chửi không có lại người ta. Người ta mà chửi thề một cái là em nín nín dịch nín luôn á mọi người, không thể nào mà chửi lại được hết trơn á đó. Em cất kính nha, em không bán kính nữa nha. Bây giờ em nói chuyện với mọi người nha, mọi người có gì muốn nói với em không? Già rồi nên không ai yêu, chỉ có mình anh yêu em thôi đó hả? Em nói còn hơn là phát thanh nữa rồi. Em đau họng quá, em đau họng lắm luôn á mọi người. Mọi người có gì muốn hỏi em không? Nghĩ sao vậy, cái mặt của chị già như cái hà bá gì mà cưng kêu chị 21 tuổi hả? Cảm ơn cưng nghe. Già lắm rồi, già hơn nữa, già hơn nữa đó mọi người ơi. Rồi anh muốn nói em một câu hả, anh định chửi em hay gì vậy trên nội, anh nói câu gì vậy? Đáng quá, khóc cổ không lên nữa. Rồi mọi người ơi, nói nghe nè, nãy giờ mọi người có quên cái gì không? Chắc chắn là mọi người quên rồi đó. Nãy giờ mình lo bán kính rồi mình. Hay quá ta, mi Minh kia biết chút 24 tuổi luôn ta. Rồi nói nghe nè, hồi nãy em có hứa với mọi người là ai chia sẻ livestream nhiều nhất đó là em sẽ tặng cái kính này nè, cái 8503 này nha. Thì bây giờ em sẽ coi coi hệ thống có gửi về kết quả cho em chưa để em công bố liền luôn. Đang họ mà uống trà sữa làm chi? Dạ không phải đâu, tại hồi nãy em đi ngoài nắng á, cái em khát nước quá em mới mua, nó không phải trà sữa đâu, nó là trà tắc cho nó đỡ đau họng, nhưng mà nó có đá cho nên càng uống em càng đau họng á, em nhức đầu quá. Mọi người có thương em không? Bữa nay có trà sữa luôn, không phải trà sữa, trà tắc á. Túc ơi, liệu Túc có nhớ không? Nhớ lắm luôn. Em ơi, nhanh lên số gì? Em ơi, nhanh lên có show chửi thề. Anh đặt lịch là người yêu em đầu tiên đó hả? Nhưng mà anh chưa cho em xin số điện thoại là em không chơi với anh luôn đâu. Em giận anh luôn, anh chưa cho em xin số điện thoại cơ. Hello anh Đặng Thanh Duy, Túc chờ anh luôn nghe. Rồi, anh nghĩ sao anh kiếm 50 tuổi vậy? Nói chung, anh thật là quá đáng luôn đó nha. Con gái người ta chưa được một nửa cái số tuổi mà anh nói nữa đó. Thế chốt giá một câu là cặp kính dưới bao nhiêu? Không có bán, kính này là hàng viện bảo tàng, hàng trưng bày ông nội. Rồi chị như 18 tuổi, mày xạo quá Kiên ơi, mày xạo quá, mày xạo với chị quá hà, mày đang dụ chị đúng không? Rồi em sẽ coi coi hệ thống gửi về cho em ai là người nhận được kính này luôn nha, để em coi coi người nào chia sẻ nhiều nhất coi nè. Nói nhiều mà mỏi cơ miệng luôn á mọi người. Mỏi miệng quá. Ê mọi người, em mập lắm luôn á, em có cái nào mỏi dưới đây nữa nè, thấy không? Mặt lắm luôn. Có kính trắng không em? Dạ hết kính trắng mất tiêu rồi. Rồi em cho mọi người coi luôn nha. Đây lượt chia sẻ, bạn này là hệ thống gửi về cho em là người chia sẻ livestream nhiều nhất luôn. Em hư tai tôi là gì? Hai hư tai là 24 tuổi. Anh An Nguyễn chưa cho em xin số điện thoại với mã nữa kìa. Đúng rồi, kính đó vô giá mấy anh ơi, vô giá nha. Kính đó là chỉ lấy được bằng yêu thương thôi. Hello anh Cao Lầu. Rồi đất ơi, chuẩn bị trời ơi, xong rồi bye bye luôn nè. Đây bạn này mọi người nha, bạn gì vậy? Bạn Mai Tươi, bé Mai Tươi là người chia sẻ livestream của Túc Túc nhiều nhất, có tên là Mai Tươi luôn nha. Rồi Mai Tươi ơi, em inbox cho fanpage nói là em là người trúng thưởng giải chia sẻ nhiều nhất luôn nha. Vẽ cái hộp rồi kìa. Trời đất ơi, bằng thịt, bằng da, bằng thịt chứ có phải là bằng đá, bằng bê tông cốt thép gì đâu mà bể cái hộp anh à. Anh quá đáng lắm luôn. Rồi, mọi người ơi, đồ vậy thôi chứ người này trẻ và đẹp lắm ạ. Hello Nhất Trung, cảm ơn anh nha. Rồi, mình giải quyết tiếp câu đố như vậy luôn nha. Nhìn cái miệng là muốn hung rồi đó hả? Cảm ơn Hải Hoàng luôn, thấy anh thì sao? Không biết luôn. Mỗi miệng quá.
Mỏi miệng quá, mỏi cổ nữa đó mọi người. Ngồi vậy nè, mỏi cổ lắm luôn. Rồi, em giải quyết câu đó cho mọi người nha. Nãy giờ em thấy cũng có nhiều người comment đúng rồi đó. Nói nhiều quá sao em không học luật sư đi em. Em cãi cái không ai cãi lại em luôn rồi sao. Rồi, nên em biết thì em đâu có đi học làm gì đâu. Em cãi thì đâu ai cãi lại em đâu. Rồi, mọi người nhìn nha. Cái gì có cánh mà không bay được. Nãy giờ có tầm trên 20 người có đáp án đúng nhưng mà lượt chia sẻ chưa có tăng lên. Cho nên á, em chưa có công bố được, em chưa có công bố đáp án được cho mọi người. Còn bây giờ thì em sẽ công bố đáp án cho mọi người comment luôn nha. Những ai có đáp án trùng với tờ giấy của em thì mọi người cho em xin lại comment được không ạ? À? Anh nói có một câu mà em nói tiếp đi luôn, anh sợ quá hả? À, ngày nào cũng như thế này thì mấy ông nội này bị tẩu hỏa thôi. Hôn em cái đi chị ơi đó hả? Chị mà hôn em là hôn toàn thể 332 người luôn đó nha. Rồi, em công bố đáp án cho mọi người nha. Không cần là người comment đầu tiên, cũng không cần là người comment cuối cùng, vì cả có rất là nhiều người comment đúng rồi. Nhưng mà em do nhiều khi bị ẩn comment cho nên em sẽ không biết ai là người comment đầu tiên đâu. Cho nên em sẽ công bố đáp án ra luôn. Mọi người chỉ cần comment theo đáp án của em là được rồi nha. Ok chưa ạ? Rồi, em công bố nhớ chia sẻ nha. À, đây cánh cửa tâm hồn mọi người nha. Những anh nào, những chị nào có comment là cánh cửa tâm hồn, bây giờ mình comment lại cho em một lần nữa để em lướt 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 cái comment, em chọn ra người may mắn trúng thưởng liền luôn nghe. Rồi, có vợ vậy chắc cưng lắm luôn đó hả? Em mà có chồng em cũng cưng chồng em lắm luôn. Chưa hả? Anh mà chưa comment này thì anh không có được comment lại đâu nha. Rồi, mọi người ơi, mọi người comment cho Trúc là chữ cánh cửa tâm hồn, kèm theo đó là chia sẻ livestream. Nếu như mọi người mà chia sẻ livestream trước khi mà em chọn ai á thì mới được nha. Còn nếu như mà mọi người nếu như mọi người mà chia sẻ livestream lúc mà em đã chọn ra được anh nào đó đi, anh đã mới chia sẻ livestream là không có được tính đâu nha. Phải chia sẻ livestream trước khi mà em chọn nha và chỉnh chế độ công khai thì mới hợp lệ. Ok. Rồi, cảm ơn cho em là cánh cửa tâm hồn đi mấy anh chị em ơi. Rồi. Cánh cửa tâm hồn nha anh Vũ Văn Hiền. Hello anh Hiền. Ủa, sao bị gì hoài mọi người? Bị ổ bà luôn. Nói xạo cưng bao giờ đâu. Chưa có chồng mà trứng vậy. Có chồng mới cưng chứ. Cưng như trứng mà hứng như hoa luôn á mọi người. Rồi, mọi người comment cho Túc đi. Cánh cửa tâm hồn được không ạ? À? Rồi, anh Giác thì cần comment cho em chữ cánh cửa tâm hồn thôi nha. Nãy anh comment đúng mà. Dạ anh Minh Kim, Mikio, Likio gì đó ơi. Có hơn 20 người comment đúng luôn á. Nhưng mà không biết ai là người comment đầu tiên, cũng không biết ai là người comment cuối cùng hết trơn á. Cho nên chỉ cần comment lại cho em là cánh cửa tâm hồn thôi. Để em lướt comment chọn ngay ra người may mắn luôn nha. Rồi, mọi người chuẩn bị chưa? Lướt nha, lướt nha. Khi nào chị like tiếp hả? 2:30 chị Túc Túc sẽ like tiếp. Em vô chơi với Túc luôn nha. 2:30, 4:30. Mọi người rảnh khung giờ nào mọi người vô khung giờ đó với Túc luôn nha. Còn tối nay á, 7:45 bé Huyền á xinh đẹp lắm luôn, bé Huyền sẽ live stream cho mọi người coi và bé Huyền còn biết hát nữa nha, cho nên tối nay mà mọi người vô mọi người nhớ kêu Huyền ơi hát cho anh nghe đi Huyền, anh sẽ mua kính của Huyền là Huyền sẽ hát cho mọi người nghe, hát hơi bị hay luôn á, còn biết đọc gáp nữa nha, cho nên tối nay nếu như mà mọi người rảnh á 7:45 mọi người vô live stream của em chơi nha. Rồi, tặng kính nào vậy? Dạ, nếu như mọi người mà comment xong rồi, em sẽ lấy kính này em tặng cho mọi người nè. Hồi nãy á, nếu như mà anh Nam mà trúng kính thì sẽ được chọn kính này nha. Còn kính trên đầu của em là dành cho Mai Tươi. Mai Tươi là người chia sẻ livestream nhiều nhất. Còn nếu như mà là nữ mà trúng thưởng thì sẽ được tặng kính này nè. Nói chung là cho mọi người tự chọn hết trơn á. Thích kính nào lấy kính đó thôi. Mã màu đen hay là mã màu vàng nha. Mẫu màu vàng là 8060, còn mã màu đen là 0831, 0813 hay cái gì đó. Rồi, tôi tốt sẽ lướt comment nha. Lướt chúng ai có comment là cửa sổ tâm hồn thì mới được tính mọi người nha. Lướt đây, lướt đây. Tối em like nick em à? Dạ không có. Tối nay em đi mất tiêu rồi, em không có livestream được. Em nghỉ thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật em không có like. 3 ngày này nè. À, 2 thứ 3 em gái là gì ông nội? Thì 3 ngày này là bé Huyền sẽ like thay em đó. Rồi, em lướt comment liền luôn nha. Ok, đã chia sẻ 200 là ok nha. Rồi, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ai đây ạ? Chúng hai là người đó may mắn mọi người nha. Chết rồi, chúng hai ông này luôn không biết là ai hết trơn. Cho nên em sẽ lướt lại một lần nữa nha. Ở giữa cho nên không biết là ai hết trơn. Rồi, lướt lại nha. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ai đây ạ? Ghê, chúng ông nữa nè. Ai vậy đây? Minh Kỳ Likio, ok nha. Minh Kỳ gì đó Likio nha. Ok, Minh Kỳ Likio trúng thưởng rồi, thấy chưa? Thấy chưa? May mắn là sẽ may mắn thôi Minh Kỳ Likio nha. Rồi ok, Minh Kỳ Likio ơi, anh comment cho Top đây là trúng thưởng kèm theo số điện thoại và kèm theo mẫu kính mà anh lựa luôn.
Cái này nè, muốn mua cho vợ không? Mua cho vợ, hay là ông lấy cho vợ thì comment cho Túp là 8060. Còn nếu như anh lấy cái này thì anh comment cho Túp là 0318 nha, là dành cho nam. Này là dành cho nữ nè. Rồi, Minh Kỳ Ly Kỳ ơi, ông nội này cái tên khó đọc quá đi hè, là tôi muốn lẹo lưỡi luôn. Anh comment cho Túp là trúng thưởng kèm theo số điện thoại, kèm theo cái mã kính mà anh thích luôn nha. Màu vàng hay là màu đen ha? Màu vàng là 8060, còn cái màu đen là 0318. Ok nha, dễ sợ chưa? Dễ sợ lắm luôn. Đi đâu xin phép anh chưa hả? Xin phép mọi người à, ngày mai, ngày mốt, ngày kia em sẽ không có live stream. Có gì mọi người nhớ vô live stream mọi người chơi với bé Huyền nha. Bé Huyền sẽ live stream, bé Huyền cực kỳ dễ thương luôn đó. À chị hát em nghe đi hả? Tối nay đi 7:45 em vô em kêu con bé kia nó hát hay lắm luôn. Rồi bây giờ thì tôi tức hơi bụng quá à. Tức đi ăn cơm nha mọi người nha. Mọi người hello Ngô Văn Đàn, tôi chào Ngô Văn Đàn luôn. Ok, vậy thì Minh Kim Likio ơi, comment cho Túc là 0318 đi, cho nó đừng có bị lộn nha. Còn bây giờ thì tôi Túc xin phép mọi người là tôi Túc sẽ kết thúc live stream để đi ăn nha. Mọi người cũng đi ăn cơm đi, mọi người đừng có nhìn ăn nha, sẽ bị đau bao tử đó. Bye bye nha, bye bye mọi người nha. Cảm ơn mọi người đã mua kính ủng hộ em nè. Phí ship ngoại thành 30k, nội thành là 20k. Nhớ cho em tiền ship nữa nha. Bye bye mọi người. Ấy lộn lộn lộn, 2:30 nữa nha. 2:30, 4:30 mọi người vô chơi với Túc luôn nha.